Mời các bạn lắng nghe chương trình Vẽ kể chuyện chuyên mục Chuyện xưa tích cũ, những truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam. Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam, phần 9, Xà Tinh. Có một câu chuyện về yêu quái sống dưới nước, nảy sinh tình cảm với một người đàn ông. Tuy nhiên, hắn ta lại bị lớp vàng bạc trên người cô ta thu hút mà ra tay tước đoạt sinh mạng của cô. Ở Việt Nam cũng có một con yêu tinh mà sự ngây thơ của nó cũng không thua kém gì. Ở xứ Sơn Nam, có con sông Độc từ sông Hát chảy ra. Ngay ngã ba có miếu thờ rất linh thiêng, những thuyền buồm ngang qua đều sắm sửa đồ đến cúng lễ nếu không muốn gặp tai ương. Giữa dòng có cái cột không biết dựng từ bao giờ mà rất linh thiêng. Tục truyền người ta có chuyện gì cần thề thì đến ôm cây cột mà thề có bóng đèn, lập tức ai tâm địa xấu sẽ bị lôi tuột xuống nước. Khoảng năm cảnh hưng, chúa Trịnh Ngự Giá đi tuần qua chỗ ấy, dưới sông bỗng nổi lên một cái bãi đất làm thuyền không đi được. Chúa kêu lính ra đào, nhưng đào tới đâu đất lại đầy tới đấy. Sau chúa sai người đến dâng lễ khấn và hứa sẽ thăng chức cho thần, thì trong nước bỗng nổi lên hai con rắn dài hơn một thước, to bằng cái ống tre, bò tới đâu đất biến mất tới đó. Quả là một pha xử lý cồng kềnh, nhưng thôi, rắn có công thì chúa không phụ, phong trở thành bậc thượng đẳng. Có một người lính hầu cao to đen thơm tên là Mỗ, trực thuế ở cái làng gần đấy, thường ra sông tắm, tắm xong lại chả chịu về, ngồi móc cây sáo ra thổi véo von như chương chi. Chợt một trong hai con rắn bữa hổm ngóc cái đầu lên, hai mắt đỏ như mặt trời nhìn chàng ta âu yếm. Nhiều lần như thế chàng ta quen, bèn ngỏ ý: "Baby à, muốn nghe anh thổi sáo thì theo anh về nhà." Nói chơi, ai ngờ con rắn làm thật, nó bò lên nón của anh mà nằm tơ hơ. Đúng là mê trai đầu thai không hết. Mỗ đem con rắn về đến đình thì mọi người đang nhậu nhẹt sau khi ra bảy vào ba với anh em. Anh trở về thì làm rơi cái nón xuống đất, nào ngờ con rắn làm nư nằm im trên nón không chịu dậy. Cọc quá, Mỗ bèn nói: "Mày lại còn dỗi với tao à?" Rồi lấy gót chân mà nện nó. Không bao lâu, trưởng làng bệnh, thuốc thang chữa mãi không hết, bèn mời thầy đến xem, mới biết là do tên Mỗ đánh thần xong bỏ mẹ, phải bắt nó đến đền chịu tội. Mỗ bị gọi đến, bèn nói: "Tôi làm trái thì tôi chịu." Nói rồi quan cho chuẩn bị lễ để hắn chịu tội, nhưng Mỗ lại bí mật ngầm lấy vải quấn chặt từ người xuống tới gối, cài khắp các con dao nhọn vào, lại cầm riêng một con dao sắc để phòng thân. Đến nơi, Mỗ ôm cái cột, một lúc thì tụt xuống nước, nhưng chỉ ngập một nửa người. Khoảng một trống canh, Mỗ trồi lên, trên người đầm đìa máu, nhưng Mỗ không hề hấn gì. Thế là Mỗ được thả trở về. Sáng hôm sau, người dân đi qua phát hiện trên sông nổi lên vô số thùng luồng ba ba chết nổi, mà mọi người đều không hiểu tại sao. Truyền thuyết dân gian gây ám ảnh ở Việt Nam, phần 10, Bạch Kê Tinh. An Dương Vương thục phán sau khi diệt Văn Lang, lập nên nước Âu Lạc, quyết định tạo biệt thự tiền tỷ ở đất Việt Thường. Nhưng chả hiểu tại sao, cứ xây tới đâu là lỡ tới đó. Vua bèn lập đàn trai giới, thì sau đó xuất hiện một con rùa vàng tự xưng là Sứ Thanh Giang. Nó nói có con gà trống trắng sống ngàn năm mà hóa thành Bạch Kê Tinh, đêm rảnh không có chuyện gì làm nên dẫn đám u hồn tới phá đổ tường thành, làm gọi nó thì mới xây xong. Vua nghe cho là phải, bèn cùng rùa vàng giả trang thành khách bộ hành mà không ai nhận ra. Họ tới một hotel 1 tiếng 60, 2 tiếng 80 bên đường. Chủ quán có một cô con gái và một con gà trống trắng. Từ hồi mở cửa, người qua đây trọ đều ngõm rất nhiều mà chủ quán chẳng hiểu vì sao. Ông đâu có ngờ, đêm đêm, con quỷ tinh thoát khỏi lốt gà, cùng đám u hồn ăn chơi đập phá, thậm chí nó còn bí mật tòm tem với cả con gái ông. Vua xin trọ lại, chủ quán nhất quyết không cho. Vua nói, sống chín có số, ma quỷ làm gì được, I don't care. Rồi vua vào phòng đóng chặt cửa, nhưng không quên đặt con rùa để canh chừng. Đêm đến, Bạch Kê Tinh hiện hình, định xông qua cửa nhưng không vào được. Nó thét lớn: "Cửa! Tại sao đóng cửa lại? Sợ cái gì?" Quỷ tức quá, hóa muôn hình vạn trạng, dùng trăm phương nghìn kế mà không qua nổi phép chấn yểm của rùa vàng. Đến lúc trời sáng thì nó đành chịu thua, nhưng vẫn rất cay cú. Quân lính đuổi theo bắn nỏ tứ phía, khiến nó bỏ của chạy lấy người. Hôm sau, lính đào lên nhiều hài cốt, nhạc khí cổ trong hang núi, đốt thành tro đổ xuống sông thì âm khí cũng tan. Chủ quán mừng rỡ khi vị khách trọ vẫn còn nguyên. Vua bèn bảo ông ta làm gọi con gà trắng mà tạ ơn trời đất. Chủ quán không nghi ngờ, mần thịt gà ngay. Lập tức người con gái cũng lăn ra thác. Hồn phách của Bạch Kê Tinh không còn chỗ trú, nhưng vẫn lì lợm hóa thân thành con cú 6 chân tẩu tán lên núi. Rùa vàng bèn biến thành con chuột chạy lên cây, cắn vào chân nó mà tiêu diệt. Nhờ đó mà vua xây biệt thự nửa tháng thì xong, tha hồ quay clip review các kiểu. Rùa vàng bèn rút cái móng chân của mình trao cho ông để làm quà tân gia, và bi kịch khúc sau thì chắc hẳn ai cũng biết. Rắn hổ báo thù
Ở làng Nhị Khê có câu chuyện tâm linh về rắn hổ báo thù vô cùng ghê rợn. Tại khu đất tên là Gò Rùa có một con rắn mẹ sống với một đàn con. Có một ông đồ họ Nguyễn có ý mở trường học ngay trên đất đó. Đêm ấy rắn mẹ bèn đến báo mộng cho ông. Oppa, em nào có gây thù chuốc oán gì mà oppa đang tâm phá nhà phá cửa, xin anh đừng làm hại em và các con. Ông giật mình tỉnh dậy, toan bảo học trò ngừng tay, nhưng suy đi nghĩ lại, ông thấy tội gì phải bận tâm đến giấc mơ. Đêm hôm sau con rắn lại đến, lần này thì nó hơi cọc. Ơi, chết tiệt, cái thằng chết tiệt này mà đang làm cái quái gì vậy hả? Sáng dậy, ông ra khu đất thì mới biết học trò thấy một con rắn lớn, bèn chém một nhát ở đuôi thì nó chạy mất. Trong hang có ba con rắn con nên đã đánh chết cả. Buổi tối đang đọc sách, con rắn lẻn vào, nhỏ xuống trang sách một giọt máu thấm tới tờ thứ ba. Nhiều năm trôi qua, con rắn này đã trở thành xà tinh, hóa thành một người con gái rất đẹp gánh chiếu đi chợ bán. Lúc này ông đồ làm quan đại thần đi ngang thấy vậy bèn rước về làm lẽ. Nhà vua nghe tiếng cô tài sắc hơn người bèn muốn dâng luôn cho mình. Vua bị bệnh đau lưỡi bèn đòi cô chữa cho mình, cô liền cắn vào lưỡi ông một cái, ông ngã chết ngay. Triều đình lập tức bắt ngay cả họ nhà chồng cô để tru di tam tộc. Trước khi bị trảm quyết, cô xin phép được xuống sông tắm gội, vừa bước xuống nước tức thì trở lại nguyên hình và mất tích. Tại sao người Việt lại có miếu thờ ông hổ? Vào thời vua An Dương Vương, có một ông lão nghèo phải lên rừng đốn nứa và đưa đò kiếm sống. Trong rừng có rất nhiều hổ dữ bắt người ăn thịt. Mỗi lần ăn một người, tai của nó hằn một vết đỏ. Cho tới khi lên hàng trăm thì sẽ thành tinh, lông vàng sẽ chuyển sang màu xám. Một ngày nọ, có đám người lên rừng làm rẫy, gặp con hổ ngồi rình. Ông lão bèn kêu lớn, SOS, khiến con hổ chỉ bắt được một người xé xác mà lại chính là cha của ông. Thế nên, lần sau, con hổ xám chờ ông lão chèo chiếc bè đến gần rồi nhảy xuống bắt ông. Nào ngờ chân của nó bị bè nứa kẹp chặt lại, hổ đau đớn gầm rú. Ông lão bình thản nói đạo lý với nó, ngỏ ý hy sinh thân già để nó tha cho người dân vô tội. Sau khi cảm thấy con hổ đã giác ngộ, ông cứu chữa cho nó. Hổ cảm kích, hai chân sau quỳ xuống cảm tạ hồi lâu mới chạy vào rừng. Nhưng rồi nó đói quá lại đi bắt người ăn thịt, chẳng may lại bắt nhầm ông lão. Nó hối hận kêu gào ầm ĩ, dân làng thương xót đem ông đi chôn cất và tôn làm thần thổ địa. Đêm đến, con hổ xám về chầu trước mộ kêu la thảm thiết và cuối cùng gục ngã, hóa thành hòn đá bên mộ. Từ đó các loài thú không đến phá hoại và dân làng làm ăn trúng mùa. Hổ xám cũng được thờ và tôn là ông hổ, thần hổ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hãy follow kênh Vẽ Kể Chuyện để có thể đón xem những câu chuyện tiếp theo nhé.